Cả ba vò nước cùng chảy vào một cái bể cạn. Nếu hai vòi 1 và 2 cùng chảy thì sau 60 phút đầy. Nếu hai vòi 2 và 3 cùng chảy thì bể đầy sau 75 phút. Nếu hai vòi 3 và 1 cùng chảy thì bể đầy sau 50 phút. Câu A, nếu cả ba vòi cùng chảy thì bể đầy sau bao lâu? Nếu cả ba vòi cùng chảy thì bể đầy sau bao lâu? Thì cách làm bài này như sau. Chúng ta sẽ tính được là trong một phút hai vòi 1 và 2 chảy được bao nhiêu phần bể? Hai vòi 3, 2 và 3 chảy được bao nhiêu phần bể? Rồi hai vòi 3 và 1 chảy được bao nhiêu phần bể ha? Sáu chấm năm mươi lăm. Câu A, trong một phút, trong một phút ha, trong một phút thứ nhất nè, hai vòi 1 và 2 chảy được hai vòi 1 và 2 cùng chảy thì bể đầy sau 60 phút. Có nghĩa là vòi 1 và 2 chảy 60 phút thì đầy. Như vậy thì 1 phút sẽ chảy được 1 phần 60 bể. Đồng ý không? Vòi 1 và 2 chảy 60 phút thì đầy. Vậy thì 1 phút chảy được 1 phần 60 bể. Cũng giống vậy. Giả sử em quét xăng nha. Em quét xăng. Giả sử em quét xăng là 3 giờ xong. Như vậy thì 1 giờ em sẽ quét được 1 phần 3 của cái xăng, đúng không? Rồi 2 giờ quét được 2 phần 3 xăng. Đó. Rồi 3 giờ quét được 3 phần 3 chính là 1 xăng. Đó, đồng ý chưa? Hoặc là mình có một cách hiểu khác là hai vòi này chảy một bể thì mất 60 phút. Thì bây giờ hỏi trong một phút thì chảy được bao nhiêu phần bể? Đó. Thì có phải là muốn tính bao nhiêu phần bể này chúng ta nhân chéo chia ngang đúng không? 1 nhân 1 chia 60. 1 nhân 1 lần 1 chia 60, 1 chia 60 bể. Đó. Các em nắm được chỗ này không? Bài này hơi khó nên thầy giảng kỹ ha. Hai vòi 1 và 2 chảy được 1 phần 60 bể trong 1 phút. Nắm được đúng không? Tương tự như vậy. Vòi 2 và 3 cùng chảy thì bể đầy sau 75 phút. Như vậy thì trong 1 phút vòi 2 và 3 chảy được 1 phần 75 bể. Hai vòi 2 và 3 chảy được 1 phần 75 bể. Đó. Và cuối cùng là trong 1 phút hai vòi trong 1 phút hai vòi
3 và 1 sẽ chảy được 1 phần 50 bể. 3 và 1 chảy được 1 phần 50 bể. Đồng ý chưa? Đó, các em phải nắm được cái này cái đã. Rồi, tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ tính được trong một phút cả ba vòi chảy được. À. Trong một phút cả ba vòi chảy được. À. Trong một phút cả ba vòi chảy được. Trong một phút vòi 1 và 2 chảy được 1 phần 60. Vòi 2 và 3 chảy được 1 phần 75. Vòi 3 và 1 chảy được 1 phần 50. Nếu mà chúng ta cộng 3 cái phân số này lại thì có phải là 2 vòi 1 chảy này, 2 vòi 2 chảy này và 2 vòi 3 chảy đúng không? Vòi 3, vòi 3. Vòi 2, vòi 2, vòi 1, vòi 1. Đó. Có nghĩa là trong 1 phút là 2 vòi 1, 2 vòi 2, 2 vòi 3 chảy được nhiêu đây? Mà chúng ta chỉ cần 3 vòi thôi thì mình chia cho 2. Đó. Bởi vì cái số này là của 2 vòi 1, 2 vòi 2 và 2 vòi 3. Rồi chúng ta có thể bấm máy tính cho nhanh ha. 1 phần 60 cộng 1 phần 75. 1 phần 75 cộng 1 phần 50 đóng ngoặc chia 2. Chúng ta được 1 phần 40. Đó. Trong 1 phút cả 3 vòi chảy được 1 phần 40 bể. Đó, vậy thì bây giờ mình sẽ tính bể đầy sau bao lâu các em? Nếu 3 vòi cùng chảy thì bể đầy sau bao nhiêu phút các em? Sau 40 phút đúng không? Sau 40 phút. Bởi vì 1 phút chảy được 1 phần 40 bể. Vậy thì 40 phút sẽ chảy được đầy bể. À. Đó, nếu mà tính toán thì tính toán làm sao? 1 phút cả 3 vòi chảy được 1 phần 40 bể. Như vậy thì bây giờ muốn đầy bể có nghĩa là 1 bể. À, chảy được 1 bể thì cần bao nhiêu phút? Đó. Thì muốn tính bạn này chúng ta cũng nhân chéo chia ngang. À, 1 nhân 1 chia 1 phần 40. Đó. Thì chúng ta được 1 chia cho 1 phần 40. 1 chia cho 1 phần 40 là bằng nhân nghịch đảo, là bằng 1 nhân 40 thì chúng ta được 40 phút. Đó. Nếu 3 vòi cùng chảy thì bể đầy sau 40 phút. Được chưa? Nếu cả 3 vòi cùng chảy thì bể đầy sau 40 phút. Rồi, chúng ta xong. Câu A. Này, từ từ giải quyết ha. Câu B. Từ từ. Câu B này. Về khó hơn. Nếu riêng mỗi vòi chảy một mình thì bể đầy sau bao lâu? Nếu riêng mỗi vòi chảy một mình thì bể đầy sau bao lâu? Có nghĩa là vòi thứ nhất chảy một mình thì sau bao lâu đầy bể? Vòi thứ hai chảy một mình thì sau bao lâu đầy bể? À, vòi thứ ba chảy một mình thì sau bao lâu đầy bể? Được chưa?
Thì cũng na ná giống như câu A ha, chúng ta sẽ tính được là trong một phút vòi một chảy được bao nhiêu. Trong một phút vòi một chảy được. Rồi mình tính là cách nào? Trong một phút vòi một chảy được. Mình thấy nè, một phút cả ba vòi chảy được 1/40. À, một phút ba vòi chảy 1/40 bể. Đó. Mà cũng trong một phút vòi 2 và 3 chảy được bao nhiêu các em? Trong một phút vòi 2 và 3 chảy được 1/75 bể, đúng không? Chảy được 1/75 bể. Đó. Như vậy thì 3 vòi chảy được 1/40 mà vòi 2 và 3 chảy được 1/75. Như vậy thì muốn tính vòi 1, chúng ta lấy 1/40 trừ cho 1/75, đúng không? Đó. 3 vòi có nghĩa là vòi 1 cộng với vòi 2 cộng với vòi 3 chảy được 1/40. Mà vòi 2 và 3 chảy được 1/75. Như vậy thì muốn tính được trong 1 phút vòi 1 chảy được, chúng ta lấy 1/40, chúng ta trừ cho 1/75. Ok không? Rồi mình bấm máy tính nha. 1/40 trừ cho 1/75. À đây là 40 thì bấm số 4. Sorry. Chúng ta được 7/600 ha. Chúng ta được 7/600 bể. Đó. Trong 1 phút vòi 1 chảy được 7/600 bể. Rồi cùng lý luận như vậy. À thì ghi lời giải đó để cho các em đỡ rối. Mình nói là nếu vòi 1 chảy một mình thì bể đầy. Nếu vòi 1 chảy một mình thì bể đầy sau bao nhiêu phút các em? Vòi 1 chảy 1 phút thì được 7/600 bể. Hỏi bây giờ chảy đầy bể. Đầy bể có nghĩa chảy 1 bể. 1 bể là đầy bể đó. Thì mất bao nhiêu phút? Đó. Thì muốn tính bạn này chúng ta chỉ việc nhân chéo chia ngang, đúng không? Nhân chéo chia ngang, lấy 1 nhân 1 chia 7/600. Đó, chúng ta lấy 1 chia cho 7/600. 1 chia cho 7/600 là bằng 1 nhân với nghịch đảo. Nghịch đảo lại là 600 phần 7. Đơn vị là phút. Đó, chúng ta đã tính xong. Nếu vòi 1 chảy một mình thì bể đầy sau 600 phần 7 phút ha. 600 phần 7 phút. Nếu riêng mỗi vòi chảy một mình thì bể đầy sau bao lâu? Chúng ta đã tính xong vòi 1 chảy một mình. Đó, bây giờ vòi 2 mình cũng làm tương tự như vậy. Trong 1 phút vòi 2 chảy được. Trong 1 phút vòi 2 chảy được. Cả 3 vòi cùng chảy á thì 1 phút được 1/40. Được chưa? Mà vòi 1 và vòi 3, vòi 1 và vòi 3 trong 1 phút chảy được 1/50. 1/50. Đó. Thì mình trừ ra mình sẽ được trong 1 phút vòi 2 chảy được, đúng không? Thì 1/40 trừ 1/50
Thì chúng ta có thể nhẩm nhanh bằng cách là nhân chéo nè. 50 nhân 1 là bằng 50, trừ cho 40 là bằng 10. 10 phần 200, đúng không? 5 nhân 4 là 200. 10 phần 200 thì chúng ta được là 5 trừ 4 là 10 phần 200. 10 phần 200 thì chúng ta rút gọn là 1 phần 20. 5 nhân 4 20 là 2000 chứ. 5 nhân 4 là 20 là 2000. Sorry các em, 5 nhân 4 là 20. 20 với 0 0 nữa là 2000. Chia tử mẫu cho 10 thì chúng ta được là 1 phần 200. Bể đúng không? Bể. Đó. Trong 1 phút vòi 2 chảy được 1 phần 200 bể. Ngay từ đây mình tính được là nếu mà chảy một mình. Nếu vòi 2 chảy một mình thì bể đầy sau. Tương tự như vậy ha, chúng ta lấy 1 chia cho 1 phần 200 thì chúng ta được 200 phút. Đó. Trong 1 phút vòi 2 chảy được 200 phút. Tiếp tục tới vòi 3. Trong 1 phút vòi 3 chảy được. Trong 1 phút cả 3 vòi chảy được 1 phần 40. À, trong 1 phút. Trong 1 phút cả 3 vòi chảy được 1 phần 40. Mà vòi 1 và 2 chảy được 1 phần 60. Trừ cho vòi 1 và vòi 2 chảy thì còn lại của vòi 3. 3 vòi chảy trừ cho vòi 1 và vòi 2 còn lại là vòi 3. 60 trừ cho 40 thì chúng ta được 20. 6 nhân 4 là 2400. Rút gọn mình được 1 phần 00 hết nè, 120 đúng không? 120. Trong 1 phút vòi 3 chảy được 1 phần 120 bể. Như vậy thì nếu vòi 3 chảy một mình thì bể đầy sau sau bao nhiêu? À, để lý luận lại ha, chứ còn các em có thể tự lý luận lúc này được. 1 phút thì vòi 3 chảy được 1 phần 200 bể. Như vậy thì đầy bể, đầy bể có nghĩa là một bể thì cần bao nhiêu phút? Đó, muốn tính bạn này chúng ta nhân chéo chia ngang, được chưa? 1 nhân 1 chia 1 phần 200. 1 chia 1 phần, đây không phải là 200 mà 120. À, 120. 1 chia cho 120 chia là bằng nhân nghịch đảo, chúng ta được 120 phút. Đó, chúng ta xong bài toán ha. Tóm lại là trong một, nếu chảy một mình thì vòi 1 chảy trong 600 phần 7 phút là đầy. Còn vòi 2 chảy trong 200 phút thì đầy. Còn vòi 3 thì chảy trong 120 phút thì đầy. Ha. Nếu riêng mỗi vòi chảy một mình thì bể đầy sau bao lâu? Đó, chúng ta đã xử lý xong bài này ha. Rồi. Thầy An tạm dừng video ở đây ha. Thì nếu mà các em thấy video này hữu ích thì nhớ đăng ký để ủng hộ kênh thầy An. Thầy An hẹn gặp lại các em ở video sau. Thầy An chúc các em học tốt.